Cần Thơ xác minh việc chụp ảnh thẻ miễn phí vẫn mất nửa triệu. Một công ty có trụ sở tại Hà Nội đến liên hệ với Hội người cao tuổi thành phố Cần Thơ thông qua hội để kêu gọi các hội viên đến chụp hình thẻ miễn phí. Tuy nhiên sau khi chụp hình thẻ miễn phí thì nhóm người này ép người cao tuổi trả tiền để đổi lấy những tấm ảnh với kích thước cỡ lớn. Hội người cao tuổi phường Lê Bình quận Cái Răng thành phố Cần Thơ vừa mời hội viên đến để cấp đổi thẻ hội viên mới. Tất cả chương trình trên được công ty trách nhiệm hữu hạn DMTS tài trợ 100%, không phải trả khoản chi phí nào. Thế nhưng khi chụp hình thẻ xong, người cao tuổi vẫn bị mất tiền vì phải trả cho ảnh có kích thước to hơn. Trao đổi với phóng viên, bà NTL 72 tuổi, ngụ ở khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết, vài ngày trước bà nhận được giấy mời của khu vực Yên Thuận, thông báo sáng 17 tháng 3 đến nhà thông tin khu vực để đổi thẻ hội viên hội người cao tuổi. Giấy mời này do Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Lê Bình ký và đóng dấu. Dưới giấy mời còn ghi rõ không phải chi trả khoản kinh phí nào, do đó bà L yên tâm đến địa chỉ ghi theo giấy mời để chụp ảnh làm thẻ. Khi tôi đến không ai hỏi, ghi danh sách, chỉ có người kéo tôi vô xếp hàng rồi chụp hình. Sau đó họ nhập hình vô máy tính rồi cho tôi coi. Hỏi chịu chưa? Lúc này tôi vẫn cứ nghĩ là họ chụp hình để làm thẻ. Một lúc sau thì có người đến dặn tôi là hai ngày sau chuẩn bị 300.000 đồng để lấy hình, khi nghe nói như vậy, tôi không đồng ý và giải thích rằng trong giấy mời ghi là miễn phí, bà L nói. Chưa dừng lại ngày 19 tháng 3, có người tìm đến nhà bà L để giao hình, ép bà lấy nhưng bà đã không đồng ý. Lúc này một người đi thẳng vào nhà và nói rằng ở xa tới đây, tôi phải tạo điều kiện cho họ. Tôi bảo là không có tiền, họ kêu tôi đi mượn, chụp hình rồi tôi phải nhận. Tấm hình nói trên có kích thước như tờ giấy A4. Do tôi không đồng ý lấy hình nên những người lạ kia phải ra về, bà L thông tin. Theo tìm hiểu của phóng viên, một số người dân trên địa bàn phường Lê Bình cũng rơi vào trường hợp tương tự, có người từ chối nhưng cũng có người vay mượn tiền để lấy ảnh. Cụ thể, ông TVN ngụ tại khu vực Yên Thông đã nhận tấm ảnh chụp chung hai vợ chồng với mức giá 500.000 đồng. Ông N cho biết lúc đầu họ yêu cầu trả 600.000 đồng, nhưng ông than là không có tiền nên những người này giảm cho 100.000 đồng. Với số tiền 500.000 đồng, vợ chồng ông N phải chia làm hai lần trả trao đổi với phóng viên ông phạm minh dũng chủ tịch hội người cao tuổi phường lê bình cho biết việc triển khai đổi thẻ cho hội viên được triển khai từ trung ương hội đến thành phố quận phường và từng khu vực trong đó có việc tiếp nhận tài trợ miễn phí của công ty trách nhiệm hữu hạn gmts có trụ sở ở quận bắc từ liêm hà nội trong quá trình chụp hình ở các khu vực cho bà con để đổi thẻ chúng tôi có cử người đi kiểm tra giám sát nhưng không ghi nhận công ty tài trợ này có thêm dịch vụ chụp ảnh chân dung cho người dân ngay từ ban đầu chúng tôi đã được triển khai là tất cả mọi chi phí đổi thẻ làm thẻ mới cho bà con là hoàn toàn miễn phí ông dũng khẳng định khi hỏi trên địa bàn phường có bao nhiêu người đã đổi cấp thẻ trong đợt vừa qua, việc người dân phản ánh công ty này ép người cao tuổi trả tiền để đổi lấy những tấm ảnh với kích thước lớn và thu tiền với giá cao. Hội có nắm hay không? Ông Dũng cho rằng có thể quá trình chụp ảnh hai bên có trao đổi, thỏa thuận riêng nên không nắm được. Hiện trên địa bàn phường chia làm hai đợt làm thẻ. Đợt một vừa qua có khoảng 1.000 hội viên đã làm thẻ. Ông Nguyễn Ngọc Sang, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Cần Thơ xác nhận đã nắm vụ việc và đã thông báo cho các tri hội ở địa phương đang triển khai đổi thẻ cho bà con cử người kiểm tra, giám sát hoạt động này. Theo ông Sang, đây là chương trình của Trung ương Hội Người Cao Tuổi. Công ty GMTS được giới thiệu tài trợ cho Cần Thơ. Lúc chương trình được triển khai thì công ty này khẳng định tài trợ miễn phí hoàn toàn, không phát sinh bất kỳ dịch vụ nào để thu tiền chúng tôi đã liên hệ với công ty này và họ cho biết là không có việc trèo kéo người dân chụp ảnh chân dung mà là do bà con tự nguyện tuy nhiên để xác định bên nào đúng sai thì sáng mai chúng tôi sẽ làm việc với các địa phương và cho mời cả đại diện của công ty này để làm rõ nếu chứng minh được công ty có phát sinh dịch vụ này chúng tôi sẽ cho cắt ngay ông sang nhấn mạnh